Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị cốt lùng lực đến nở vuốt ngọn luôn nha. Cây sống khỏe rồi. Cây này nó có phần lũ chỗ đây luôn. Nhưng mà cái này về mình có thể mình xử lý đi. Đó, ví dụ mấy mấy cái giác đây này mình xử lý đi thì vô bên trong đây là phần lõi rồi. Ok luôn nha. Đó. Cái này cũng cạn à, không có sâu gì đâu, có chút xíu thôi. Cây này có mã số là 434, hoành gốc là 80, cây cao 70, bầu đất hiện tại là 50 x 45 nha, đến nở vuốt ngọn luôn. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 2.500k bao ship luôn nha. Cái này về mình làm bonsai là tuyệt vời luôn. 2.500k bao ship, cẩm thị đến nở vuốt ngọn luôn. Đế nè. Cây sống rất là khỏe luôn nha. Rồi giờ vườn xin qua cây này luôn nha.